tí nữa yếu rồi nhá. Ôi giời ơi, ông ơi, ông đứng sau bức tường thế nó bắn cho là phải rồi. Nhìn tôi lại, nhìn tôi lại, thấy gì chưa, thấy mạng nữa rồi, thêm này đi nữa đi. Nào ra đây, ra đây, ra hết đây, ra hết đây, ra đây, ra đây. Tao sợ mày quá cơ, bên ta đây. Mày ra đây bán quả ngay quả liệu của tao đi. Mày tưởng mày trốn sau quả keo tao mà sống được à? Mày ra đây nào, ra đây, tao sợ mày quá cơ. À, tao nhìn cái chích thuốc kìa, bên ta đây. Thì chích thuốc với chúng tôi. Hello, xin tất cả các bạn đã quay trở lại với cả channel của mình nhá. Lần này thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục là chơi ở trên chế độ tử chiến là như bình thường thôi. Và mình xin chúc cho mọi người khi mà xem video của mình có một ngày mới thiệt là vui vẻ nhé mọi người. Ok, và lần này các bạn thể thấy là team của mình thì không có bất kỳ một thiên nhiên nào AFK cả. Tôi nhớ là cứ đợt trước ấy là cứ vào game cái là y rằng là có thằng AFK cay đến nỗi là cắt cả dái luôn em ơi. Đéo tin. Cơ mà trận này thì nó không như thế, nhưng mà sau thì có hay không thì tôi không biết anh em nhá. Ok, và ở cái ván đấu này thì mình sẽ mua thủ sẵn cho mình những cái trang bị gọi là lựu đạn để có thể là gánh team ạ. Nên là người ta mới hay có câu là những cái người thành công ấy thì thường có lối đi riêng. Người ta thì mua hết súng, còn tôi thì mua lựu đạn để om lựu, chơi như vậy nó mới chất em nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chờ cái địch dâng lên. Ê ơi, ui giời, một thằng, không phải một thằng mà là hai thằng luôn. Thế đây là cái cơ hội rất là tốt để chúng ta sử dụng cái trang bị lựu đạn rồi. Đó, ui ba thằng, ui mẹ, ăn lựu đi em ơi. Ui giời ơi, một thiên đốc. Ui thằng kia mất có 49 máu. Thôi xong, mày ra đây. Mày ra đây. Mày ra đây, bật bảo vệ cho đô lên. Ui giời ơi, hai mạng lựu đạn nhá. Tôi một mình tôi là làm hết rồi. Team của tôi có lẽ không thắng đi thôi. Nào, a đâu 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 đâu. Đâu bạn đây. Bạn đây ra nó đi. Tôi cho hai quả lựu hai mạng rồi, một mình tôi là đớp hai mạng rồi mà không cần súng rồi. Ông mà không bắt được nữa thì đừng gọi tôi là bố đấy ông nhá. Nào, à đi bạn ơi, thể hiện mình là người có tài năng như nào. Rồi sao cứ bắn xuống dưới đất đi, nó thì bắn trên đầu ông này thì bắn dưới đất, tôi đến ảo ông này rồi đấy. Quả đấy ông này mà thắng được tôi cũng gọi là ảo này, gọi ông này là bố luôn rồi. Không hiểu kiểu gì, người ta lại cứ nhắm vào đầu nhau, người ta bắn mẹ ông bố này cứ nhắm vào dưới đất. Không biết là chân thấy chân của bên đội kia, của con gái ấy, anh em ạ. Là kiểu thấy chân trắng quá hay như nào ấy, bị hấp dẫn. Thế là cứ nhập thẳng vào chân tôi. Mẹ cái thằng đam mê háo sắc kìa nữa. Vừa và vẫn thế là không được rồi. Ok, vậy là nói chung là ở cái ván đấu đầu tiên thì chúng ta bị hạ ngục thì hơi cay một tí mọi người ạ. Nhưng mà sang cái ván đấu thứ hai thì chúng ta vẫn sẽ mua cho mình những cái trang bị lựu đạn để tiếp tục là đi chôn cái địch thôi mọi người. Nói chung là chơi game thì là phụ thôi. Tấu hai mới là chính mà anh em, lo gì. Địt mẹ mày nó cay vãi rồi. Đâu. Tí nữa là để kể cả nếu mà chúng ta bị lật kèo đến trận đến tận gọi là cỡ là 3 ván chăng nữa thì chúng ta vẫn có thể là lật kèo lại được em nhá. Nói chung là bằng cái sự tự tin và chiến thắng của mình, bằng cái sự tự tin và cả may mắn của mình thì không có gì là không thể đâu anh em ạ. Ok, và là đội bạn thì các bạn thấy là một thiên nhiên đã bị nốc rồi. Úi dồi ôi, đội mình thì cũng có khác gì nhau đâu, nó còn gạt giò luôn kìa. Thương vã trưởng luôn. Chắc chắn là mấy ông này đang lên trên nhà công nhà đâu đúng không? Đấy, lại thêm một thiên nữa hạ ngục rồi. Là giờ là chỉ trên map này, chỉ còn tôi với cả thiên niên số 4 là đang còn sống sót thôi. Gọi là hy vọng cuối cùng của trong cả cái team này. Và đội bạn thì vẫn còn nguyên 4 thằng. Không hiểu bọn kia dâng lên nó bắn mà cuối cùng để chúng nó cứu nhau thế bằng hỏa luôn hả mấy ông? Không hiểu kiểu gì luôn em ạ. Ui bắt đầu. Ui thôi xong rồi, thiên niên số 4 cũng bị hạ ngục rồi. Vai trưởng luôn. Thế này cái team này còn mỗi mình tôi thôi à? Cái gì đấy? Sao mấy ông chơi gì mà chơi kỳ thế? Vai cả trưởng luôn, giờ tôi không biết là vị trí của 4 thằng kia đang ở đâu này. Sợ gọi là xanh cả mặt ta luôn này. Đấy, mấy ông thấy người tôi gọi là xanh lè chưa? Sợ xanh hết cả người đây này. Đâu rồi? Chúng mày đâu rồi? Giờ đang đợi chúng nó dâng lên em ạ. Mà chúng ta đợi chúng nó dâng lên, chúng ta vẫn chết em ạ. Giờ phải đợi chúng nó gọi là quy tụ hết vào một chỗ. À, giờ thấy được vị trí của ba thằng kia rồi. Và một thằng kia đang cố gắng là dâng lên ở cái vị trí của mình. Không biết là thằng kia sẽ làm gì ấy. Ôi, vai trưởng. Ảo thật đấy, đi. Bước qua nhau chứ kiểu là chưa từng quen luôn em ạ. Không hiểu kiểu gì luôn. Ông ấy lạ lùng vãi trưởng ra luôn đấy. Nào. Và tôi sẽ ăn được một mạng nhá. Nào, ăn qua. Ai đâu, ai vẽ trừ 42 máu, vãi cả đá thì xong rồi, lộ vị trí mất mẹ rồi. Thôi xong mày dậy, bao nhiêu máu, bao nhiêu máu, ui 75 máu, thế mà chết, chạy. Trong 36 kế chuồn lạn thượng sách em ơi. Ê, trên nhà cũng còn bố nữa, vãi cả đái luôn anh em ơi. Chơi gì mà chơi kỳ thế, từ để tôi nhảy xuống phía dưới luôn nhá. Ok, làm gì đây, bạn ơi, để mình cái con đường sống sót, lại chạy ngược lại phía trên này. Ê, không làm ngờ được đâu. À, vãi cả đái, hai thằng, chạy xuống. Ui rồi, tự bóp mình luôn em ạ, cày vãi cả trưởng luôn. Ok, bây giờ chúng ta đang sang với cả cái ván đấu thứ 3 đấy em ơi, cày vãi cả đái luôn đấy. Không sao, thất bại là mẹ thành công mà, không có gì phải lo lắng cả em ạ. Thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục là gọi là ly đòn mua những cái trang bị lựu đạn này nhá. Không gì là không thể em nhá. Nào có công mài sắt thì có ngày lên kim thôi. Đó, lần này mình sẽ mua thêm cho mình là cái trang bị lựu choáng nữa. Chúng ta sẽ chơi combo là full lựu luôn đấy các bạn. Không cần phải súng, tay không có cả lựu đạn là quá đủ rồi. Đây này,
Bây giờ nhá, thì mình sẽ chỉ cho mọi người cái lối chơi mà khi mà chúng ta sử dụng cái trang bị lựu đạn này. Đấy là mọi người biết đấy, khi mà các bạn dùng gọi là kẻ địch dùng súng ấy thì các bạn không thể làm mà tiếp cận gọi là tầm gần kẻ địch đúng không? Tiếp cận tầm gần kẻ địch là coi như là téo 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 luôn. Đấy, đây là mình chơi của đấy. Mình sẽ đợi là những cái kẻ địch còn lại sống sót trong cái vòng bò cuối cùng ấy. Đấy, chúng nó dâng lên để bắt đầu là mình câu lựu. Tại vì lúc khi mà lúc như thế là kẻ địch đã quy hết vào một chỗ rồi. Thì ta chỉ việc câu lựu là chúng ta đã có mạng rồi đúng không? Đấy. Nói chung là đơn giản mà, nhưng mà người ta hay có câu đấy là bình thường nói nó vẫn dễ hơn là thực hành. Kiểu lý thuyết là lúc nào cũng dễ thực hành mà. Đây, chúng ta chờ đợi nhá. À đây rồi, anh em ơi, đồng đội của tôi là đang có một thằng đồng đội trước mặt tôi này và thằng này đang bị nốc này. Thì tôi tin đến 90% là chắc chắn là đến 90% là hai thiên niên kia sẽ xuống dưới và lút cho hộp xác này. Và khi mà bọn này lút xác cái là cho bọn này ăn liệu cái là nổ banh xác luôn em nhá. Nào nhìn này. Nào lên đi bạn này, đấy chuẩn bị con mồi ngon này, cầu sẵn liệu này. Nào có mạng không anh em, đoán thử xem có mạng không. Có mạng không, rồi ôi có luôn chứ cái gì nữa. Chờ đợi thêm thằng kia xuống nữa là ok, là double kill bằng lựu đạn rồi em ạ. Nào nhìn này, nhìn này. Đấy bật sẵn liệu lên nào, nào đổ ạ, nổ ra bạn này, chết không, chết không, rồi ôi không, chết phải là lạ rồi đấy anh em, thấy câu ghét không, quá ghét luôn được cái gì nữa. Đấy đã bảo mấy ông rồi, có công mày sắt là có ngày lên kim, nghe tôi là chắc là thắng em nhá. Nói chung là nhìn tôi làm trên cái video này như thế thôi, không phải là trận nào nó cũng được như thế đâu anh em ạ. Nên là cũng kiểu hên xui 50-50 thôi mà anh em, giống kiểu đi đánh bài ấy, rồi được là ăn cả, hai là ngã là về không, hiểu không? Ok, bây giờ sang cái phần đấu tiếp theo thì gọi là vừa lên là mình có lụm được cái khẩu lục bạc của đội bạn em ạ. Đấy nên là vẫn giữ cái khẩu lục bạc thì cho đến tận bây giờ luôn. Và chúng ta vẫn sẽ mua những cái trang bị đấy là lựu đạn bom keo thứ, những cái trang combo gọi là full lựu như bình thường thôi em nhá. Đây mình nghĩ là này mình sẽ thay đổi phong cách tí đấy, là mình sẽ chạy lên phía trên nhà em nhá. Đấy, bây giờ là ta sẽ gọi là núp vào một chỗ đúng không? Nay thì mình gọi là thích chạy lông nhông ở phía bên ngoài cơ. Đấy, nhưng không đến nỗi trần nhộng là được. À, gì đấy? Úi dồi ôi, vãi cả trưởng luôn. Úi thôi xong rồi, bỏ mẹ rồi, úi dồi ôi. Vãi cả trưởng luôn. Mới có vài giây rồi, mới có chục giây rồi là chưa gì đã có ba thanh niên đội mình hạ ngục, trong đó có cả mình luôn anh em ạ. Cứu em anh ơi. Anh ơi, anh đừng trốn trong nhà nữa, ra đi và tiếp nhận ánh sáng trời đi anh ơi, đừng có mà rú trong nhà nữa. À, ui rồi, vãi cả trưởng luôn. Mẹ thì nó cay thế để gọi là Free Fire gọi là ghim tâm vào những kẻ địch gọi là yêu máu em ạ, và mình là trong những người đấy. À, thôi xong rồi, thua rồi. À, ông này vẫn sử dụng ông kim tiêu này. Ui, càng vãi trưởng, làm gì đấy? Làm gì đấy? Lật kèo đâu? Lật kèo đâu? Ui rồi, hồi sinh rồi. Kia được kia. Về đầu đi, về đầu đi, rồi bên phải kìa, bên phải kìa. Ui rồi ôi, tưởng thành viên thế nào. Chán thế, biết là tưởng ông ấy thể hiện như nào, khoảng là cũng vào viện như tôi mà thôi. Tưởng như thế nào chứ. Ok, vậy là chúng ta đang đến với cả cái bàn đấu quyết định rồi. Thì đến cái bàn đấu này chúng ta không thể làm mà chơi cợt nhã thôi. Không thể làm mà chơi cợt nhã nữa, nên chúng ta phải nghiêm túc thôi mọi người ạ. Đấy, nên là mình sẽ phải mua sẵn cho mình cái khẩu súng tự lên vào V40 để có thể là lật kèo được này. Đấy. Ok, và mình sẽ mua thêm cho mình cái khẩu chiều Scar luôn nhá, để chúng ta có thể là giúp mình đi bắn tầm xa tốt hơn. Rồi, bàn đấu này là chơi nó hơi căng em ạ. À, nãy giờ chôn hơi nhiều rồi, bây giờ là hết chôn rồi, không biết là chúng ta sẽ gặp những kẻ địch ra sao nào. Nào, chúng mày đâu rồi? Đây rồi, người đây rồi, người đây rồi. Hai thì đi này, mày ra đây. Mày ra đây nào em ơi, trận này anh mày không có nhân nhượng đâu nhá. Trong mặt tôi trận này là hơi bị nghiêm túc đấy mấy ông ạ. Nào, ra đây, ok, một bạn luôn. Hai đi nữa, yếu rồi nhá. Ôi giời ơi, ông ơi, ông đứng sau bức tường thế nó bắn cho là phải rồi. Nhìn tôi lại, thấy gì chưa, thấy mạng nữa rồi, thêm đây đi nữa đi. Nào, ra đây, ra hết đây, tao sợ mày quá cơ, mày ra đây. Mày ra đây mà ăn ngay quả lựu của tao đi, mày tưởng mày trốn sau quả keo tao mà sống được à. Mày ra đây nào, ra đây, tao sợ mày quá cơ. À, tự nhiên cái chích thuốc kìa, mày ra đây, thì chích thuốc với chúng tôi này. Rồi ôi, quá là đơn giản luôn. Ok, vậy chúng ta đã có cái ván thắng thứ 3 rồi mọi người ạ. Anh em thấy easy không? Ui, nói easy rồi chứ tôi chơi hốc mồm ra. May ra mới được cái trận thắng như thế anh em ạ. Sợ vãi đái luôn, tưởng quả đấy bị lật kèo ở nơi rồi cơ. Ok, vậy là mình vẫn tiếp tục là mua cái hộp bí ẩn. Thì nói chung là ra những trang bị gần như là mình không cần thiết cho lắm anh ạ. Nhưng thôi cứ mua cho nó có đi, không chẳng nghe lại mất đi à anh em. Đấy, nên là mình đã quyết định là mua cho mình là cái khẩu súng bắn tỉa M82B. Thì cái khẩu súng này sẽ giúp cho chúng ta gọi là bắn xuyên đục nguyên cả cái quả bóng keo luôn em ạ. Đấy, đấy là trong truyền thuyết như thế. Còn vào tay mình thì mình không biết như nào mọi người nhá. Hoặc là mình sẽ không chịu trách nhiệm dưới hình thức bất kỳ hình thức gì cả. Nên là anh em xem những video của mình khi mà dùng súng bắn tỉa ấy, anh em nhớ là phải mua keo 52 để dò vào bắt anh em nhá. Nào, ui dồi ôi, mấy ông chơi này thì lại để một mình tôi gánh tin rồi. Vãi cái trường đội 3 thiên nhiên, nốc luôn. Mấy ông trường gì đấy, màu bạc nhá. Ui dồi, chích thuốc xong lại chết à. Tôi đến lại ông luôn rồi đấy. Thôi để lần này tôi cứu nhá. À, tôi quý lắm, tôi yêu lắm, tôi
cứu ấy. Chứ bình thường đấy cả người yêu tôi thì tôi cũng méo thế bao giờ tôi cứu đâu. Mà cũng biết tại sao, bởi vì tôi là méo có người yêu đâu. Ok, câu nữa đi, câu liệu, ăn đâu, ăn lâu rồi ôi, một mạng nhá. Ô, vẫn có một thằng nữa cơ mà. Cái đã cứu nhau rồi à, nhanh thế nhỉ. Thế bây giờ mình sẽ chỉ cho mọi người một cái vị trí núp gọi là rất là, gọi là kinh dị luôn em ạ. Đấy, làm cho kẻ địch gọi là hú hồn chạy tứ phía luôn. Nào, đâu rồi, chờ kẻ địch dâng lên thôi em ơi, chờ mồi ngon đây. Đấy, bắt đầu nổ súng em, ấy bọn này nổ súng lắm cái gì, à phá không kêu kìa. À đây rồi, mạng rồi, à. Mày ra đây, trời ơi, không ngờ đúng không? Không ngờ thế nào, sao? Ông ngờ làm sao được? Trời ơi, ok một mạng nhá. Ô, à đây thì được cuối cùng rồi. Đây rồi, ra đây bạn đây. Nào, ra đây bạn đây. Trời ơi, đơn giản luôn các bạn, quá đơn giản luôn. Ok, và nếu như các bạn thấy video mình hay thì các bạn đừng quên để lại giúp mình một like và nhớ subscribe kênh YouTube và đừng quên bấm chuông để có thể đón xem những video mới nhất từ mình mọi người nhá.